quay trở lại với Thảo Dung Toyota Tân Cảng, và hôm nay thì có một cái góc này, hiện tại thì kho do là xe Toyota mới về rất là nhiều luôn quý vị, nên Dung quay nhìn một vòng để quý vị xem nha. Đó, một dọc phía đó là cái xe mới nha, và Dung có xe Toyota mới đó, đủ các loại, đủ phiên bản luôn, rất là nhiều xe và có thể giao ngay, và sẽ ưu đãi đặc biệt cho quý vị nào đổi xe cũ lên đời xe Toyota mới tại Toyota Tân Cảng Minh Dung nha. Cho nên quý vị nào có nhu cầu xe Toyota mới thì cũng nhớ liên hệ với Dung đó. Còn với Dung là có xe đã qua sử dụng đủ các hãng luôn nha quý vị. Thì hôm nay Dung sẽ gửi đến quý vị mẫu xe mà bên Dung mới vừa về nha, chưa làm gì hết luôn, Innova đó. Đây là dòng xe mà bên Dung bán chạy nhất trên thị trường luôn, cả xe cũ và xe mới thì Innova là Toyota Tân Cảng Minh Dung là bán chạy nhất nha quý vị. Xe về liên tục và toàn xe đẹp thôi. Thì hôm nay sẽ gửi đến quý vị mẫu Innova E số sàn nha quý vị, đời 2020, đi 14.000 mấy trăm cây á, biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn đó. Giá đang được chào bán là 638 triệu. Thì bây giờ mời quý vị cùng Dung đánh giá một vòng quanh thân xe để mình xem nước sơn rồi chi tiết như thế nào nha. Hiện tại thì quan sát thấy thì xe nước sơn còn khá là mới nha quý vị, hầu như là không có chạy xước gì nhiều. 2020 mới 14.000 mấy trăm cây thôi thì chưa có xi nhê gì đâu ha. Màu bạc, màu này thì khá là phổ thông và rất là dễ đi, quý vị đi nó bền màu đó, nó không có bị quê ha. 2020 đó, vẫn là form xe quen thuộc, biển số thành phố Hồ Chí Minh, và xe này trang bị phụ kiện cũng khá là nhiều và em thấy chủ giữ cũng khá là kỹ quý vị. Và góc này thì sẽ không có quay tổng thể hết được, mình quý vị nhìn giúp Dung qua góc bên này nha. Đó thì quý vị thấy này, các cái đường dập nổi rồi màu sơn còn rất là chuẩn luôn, hầu như là sơn zin hết rồi quý vị, xe còn khá là đẹp ha. Mình xem một chút qua về phần nội thất luôn đó, phụ kiện ghế da rồi các kiểu cũng đầy đủ hết rồi, chủ xe gia đình chủ giữ rất là kỹ ha. Đó rồi, bây giờ mời quý vị cùng Dung đánh giá qua chi tiết xe nha. Đầu tiên là cụm đèn nha quý vị, đây cụm đèn, thiết kế thì vẫn là thiết kế quen thuộc thôi, thì có mấy cái vết bụi với bụi bẩn thôi, bên Dung sẽ vệ sinh lại, marukuri lại thì đẹp lung linh như xe mới thôi nha quý vị, không vấn đề gì hết ha. Chủ nước sơn thấy là còn rất là đẹp luôn nè quý vị, nhìn mấy cái chi tiết nè đó, keo chỉ là còn thẳng tắp nha, chính hãng tại Toyota Tân Cảng, thì có cam kết cho quý vị là không đâm đụng, không ngập nước đó, cam kết bằng văn bản chứ không phải là nói suông nha. Và bên Dung có cái xe này thì mình còn bảo hành toàn quốc nên quý vị yên tâm sử dụng nha. Đó, cụm đèn phía bên này ha. Đó, mình xem giúp Dung cái phần đèn. Rồi đây, ga lăng thì còn thẳng tắp nha quý vị. Đó, đèn đèn nhám ha, thẳng tắp luôn. Quý vị xem biển số nè, 29484 ha, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Với xe biển số thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị nào mà ở thành phố, mình sẽ giữ lại biển này đi và tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nha quý vị. Mình chỉ tốn 2 tiền thuế trước bạ nè, hay là phí sang tên là lăn bánh được rồi, không phải tốn 20 triệu bấm biển số mới ha. Còn quý vị xem phần gầm ở phía trước luôn nha. Đây, gầm bệ nguyên si, xe này đi có 14.000 mấy trăm cây thôi thì tất cả đều y tinh hết nha quý vị. Đó, bên Dung sẽ có vệ sinh đồ này kia lại nữa, dọn lại nữa cho quý vị. Cho nên là lúc mình nhận xe thì cái xe này Dung nghĩ là nó không khác gì xe mới quý vị. 2020 14.000 mấy trăm cây thôi, mới về một chiếc 5.000 cây nhưng mà chiếc đã có khách hàng đặt cọc rồi nha. Đó, thì xe quý vị cũng xem những cái phần keo chỉ ở những cái mép này nè. Đó, để mình đánh giá qua được là keo chỉ nè, độ lệch nước sơn để xem là đã có sơn sửa hay là đâm đụng gì chưa. Đó thì bên Dung đã có kiểm tra kỹ lưỡng hết rồi, thì mới thu xe về. Thì những chiếc xe chất lượng thì mới về để bán cho quý vị thôi, cho nên là mình yên tâm mua xe tại hãng nha. Mình xem phần vỏ nè, còn ha. Đó, mâm không có chạy xước luôn quý vị, còn khá là đẹp. Đây có một vài vết chạy bụi bận nhỏ thì bên Dung có xử lý lại, đẹp lung linh, quý vị yên tâm ha. Lúc mà Dung quay bên hông thì quý vị để ý giúp Dung những cái phần cái đường dập nổ quanh thân xe nè, nó còn thẳng tắp rất là đẹp luôn. Xe thì mình đã có là dán phim nè, che mưa đó, có cái nẹp che mưa, có cái nẹp kim loại ở đây nữa ha. Đó, phần tay nắm cửa để quý vị xem nè. Đây, nội thất nhìn từ xa luôn. Xe này thì sẽ không quay nhiều keo chỉ nha quý vị, bởi vì y tinh như mới rồi, xe này không khác gì xe mới hết.
quý vị xem cái order luôn nè, 14.885 cây ha. Đó, vô lăng cái này là có bọc vô lăng này, vô lăng phía trong nè quý vị, đó có bọc lại rồi, chủ cũng khá là cưng ha, có mấy cái chi tiết nhỏ này cũng dễ thương đó. Đây copy còn có đầu DVD nè, đó mình xin lỗi, cái này là chủ lên cái màn Android luôn rồi nha quý vị. Đó, quá lời phụ kiện rồi, khá là nhiều. Có bọc trần nữa nè quý vị. Ghế thì đã được lên ghế da hai tông màu ha. Đây. Gối cổ. Ghế da hai tông màu đó. Trải sàn, nói chung là tinh tươm hết rồi. Quý vị nào mà lấy cái xe này về thì mình lợi phụ kiện khá là nhiều nha quý vị. Đó, cực kỳ tiết kiệm luôn, đâu khác gì xe mới đâu. Các cái chi tiết keo chỉ cửa nẻo đồ á quý vị là y thinh nha. Đó, chính hãng thì mình được quyền yên tâm. Đó, chủ yếu là quý vị xem giá cả nè, màu xe, rồi phụ kiện đồ này kia như vậy thì mình có ưng hay không. Đó, rồi mình vào việc thôi chứ không phải bạn không phải lăn tăn nhiều về cái chất lượng nha, bởi vì bên Dung đã có kiểm tra hết rồi. Đây. Phần ghế sau ha. Rất là sạch sẽ luôn. Ghế da hai màu. Đó, mấy cái keo chỉ rồi là còn y tinh hết nha quý vị, mấy dấu son rồi nè, đó còn nguyên si hết luôn. À, quý vị xem kỹ cái phần đường dập nổ quanh thân xe ha, tinh tươm. Nói chung là xe này thì không khác gì xe mới hết, đó, chỉ có tiết kiệm hơn cho mình thôi. Phần mâm phía này, rồi quý vị qua phần phía sau xe nha. Xem mình dùng những cái chi tiết này luôn nè quý vị, lúc mình đi coi xe á. Đó, keo chỉ là còn y tinh hết ha. Đây, phần thiết kế còn là cụm đèn quen thuộc của Innova. Tới bây giờ thì thiết kế đèn sau nó vẫn như vậy thôi. Đây, ở đây mình có camera gear luôn. Ở đây, nè, phụ kiện gắn thêm nè quý vị. Đó, mình sẽ có hai cái cảm biến lùi ha. Camera gear nữa là mình đủ đi rồi. Vỏ sơ cua nè quý vị. Đó, y tinh nha. Phần gầm. Đó, tinh tươm để quý vị hoàn toàn yên tâm sử dụng nha. Mua xe chính hãng thì mình được quyền yên tâm. Đó, mấy cái mép nè, keo chỉ là còn y tinh hết ha. Cái góc bên này thì quý vị xem những cái đường nhập nổi đó, còn y tinh. Rồi, vỏ bên này quý vị. Đó, nói chung là chất lượng xe này thì đảm bảo rồi, không có gì phải bàn hết nha quý vị. Tinh tươm. Ghế hai màu nhìn cũng khá là sạch ha. Còn đây là cái khoang nội thất phía sau nè. Đó, quý vị mở lên thì mình sẽ có ngồi được hai người, ba người luôn. Đó, còn ngồi được ba người rất là thoải mái, quý vị còn rất là rộng. Còn không là gặp xuống mình sẽ được một cái khoang để đồ cực kỳ rộng luôn. Đó, Innova là nó rộng vô địch phân khúc rồi. Ngồi rất là thoải mái luôn, 8 chỗ. Đi cả gia đình đi đem đồ vô tư, đi chơi xa quý vị đem được rất là nhiều đồ ha. Ngồi không có bị chiếm diện tích nhiều, rất là rộng, rất là thoải mái. Mấy cái keo chỉ đồ cửa nẻo là y tinh hết nha quý vị. Đó, xe này thì bên Dung còn làm Marukuri lại nữa thì lúc mà xong rồi nó đẹp lung linh, còn bây giờ hiện trạng mới về thì quay để gửi đến quý vị nha. Đó, lời phụ kiện khá là nhiều quý vị, xe này đẹp nè, y chang xe mới, chỉ có phụ kiện nhiều, với lại quý vị lời thuế nè, lời tiền biển số nè, rất là nhiều luôn. Đó, y tinh, không khác gì xe mới hết, 14.800 cây Innova E 2020 nha quý vị. Đó, 638 triệu, chính hãng tại Toyota Tân Cảng luôn. Xe này còn bảo hành toàn quốc, cam kết quý vị không lâm đụng, không ngập nước, bảo hành chính hãng trên toàn quốc để quý vị yên tâm sử dụng nha. Và quý vị đừng quên bên Dung có thu xe đã qua sử dụng. Hiện tại á, thì kho xe đang gần hết xe rồi, cho nên là cần mua rất là nhiều xe nha quý vị, đủ hãng luôn. Đó, tất cả các hãng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thì bên Dung sẽ thu xe tận nơi luôn. Cho nên quý vị nào có nhu cầu bán xe, đổi xe hoặc có người thân mình có nhu cầu thì gửi thông tin qua số điện thoại của Dung 0888 224 668 để Dung có thể hỗ trợ được nhanh chóng nhất nha. Đó, tổng thể quanh thân xe. Rồi, Dung xin phép nhắc lại, Innova E 2020 14.800 cây, 638 triệu, biển số thành phố Hồ Chí Minh, full phụ kiện tại
chính hãng tại Toyota Tân Cảng. Quý vị nào có nhu cầu Innova hoặc là mua bán trao đổi xe hoặc là mua xe Toyota mới thì nhớ liên hệ với Dung để được hỗ trợ nhanh chóng nhất nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau. Xin cảm ơn.